Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Nhưng người phát ngôn của Olympic Rio khi đó đã tuyên bố rằng sẽ không có chuyện Thế vận hội bị hoãn lại. Ông nói rằng chẳng lẽ biểu tượng của thể thao thế giới tôn vinh lòng can đảm và quyết tâm chiến thắng mà lại lùi bước trước dịch bệnh hay sao? Sau đó những gì chúng ta đều chứng kiến là Olympic Rio vẫn diễn ra như bình thường. Việt Nam có tấm huy chương vàng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh. Nhưng những gì chúng ta không được thấy đó là cả một quá trình chuẩn bị chiến đấu với dịch bệnh của ban tổ chức. Việc đầu tiên những nhà tổ chức cần phải làm đó là đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, những rủi ro tiềm ẩn đang ở mức độ nào. Theo WHO, muỗi chỉ sinh sôi ở thời tiết nóng, còn mùa hè ở Brazil thực ra lại rất mát mẻ, do đó số lượng muỗi sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, có một thực tế là virus Zika chỉ thực sự nguy hiểm với phụ nữ đang mang thai, có thể gây dị tật cho thai nhi. Còn 80% người bị nhiễm virus Zika chỉ bị sốt nhẹ, không có thêm triệu chứng gì đáng kể. Và kết luận mức độ rủi ro đã được đưa ra. Rủi ro cho các vận động viên không phải là bằng không, nhưng rủi ro khi đi du lịch cũng vậy. Và mức độ rủi ro không thực sự cao, chỉ trừ trường hợp phụ nữ mang thai. Một số người nói Thế vận hội sẽ thúc đẩy du lịch, đồng thời tăng khả năng lây lan của bệnh. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết rằng những chuyến du lịch đến xem Olympic chỉ chiếm 0,25% trong tổng số các chuyến du lịch ở các vùng ảnh hưởng bởi Zika. Vậy cứ cho là không có Olympic đi, chúng ta vẫn còn 99,75% rủi ro lây lan dịch bệnh. Từ đó, hai tổ chức có thể nói là đại diện cho sức khỏe con người là WHO và IOC đã cùng nhau lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp hơn nữa. Việc kiểm tra để ngăn chặn từ xa là không dễ dàng bởi có rất ít dấu hiệu nhận biết người nhiễm virus Zika. Do đó, điều quan trọng nhất là khuyến cáo khách du lịch và các vận động viên về những biện pháp tự bảo vệ như chuẩn bị bình xịt côn trùng, mặc quần áo dài tay, hạn chế tham quan những vùng ẩm thấp, khu ổ chuột ở Rio. Ngoài ra, việc diệt côn trùng cũng được ban tổ chức thực hiện thường xuyên. Kết quả là kỳ Olympic diễn ra suôn sẻ, không để lại hậu quả nào vì dịch bệnh. Kinh nghiệm từ Thế vận hội 2016 đã được truyền lại cho ban tổ chức Tokyo 2020. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề virus và tôi rất hài lòng khi lực lượng đặc nhiệm phòng chống dịch nCoV đã được thành lập. Đó là những gì chúng tôi từng làm ở Rio. Có một thứ tôi biết còn lan nhanh hơn cả virus, đó là nỗi sợ hãi. Điều quan trọng là chúng ta dập tắt được sự lây lan của sự sợ hãi. Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.